bạn xin gửi lời chào đến tất cả mọi người và chúc mọi người có một buổi nói chuyện và chia sẻ và giao lưu thật là vui. Mình có một cái điều mà muốn chia sẻ với tất cả mọi người là khi mà mình đứng đây và mình được kết nối với từng thành viên trong khán phòng này, từng con người ở đây, đó là một cái điều mà mình lấy nguồn cảm hứng cho bản thân mình chơi nhạc cũng như là để nói cho nó thật là tốt. Khi mà mình có một cái thử nghiệm là mình đàn tác phẩm này và để cho mọi người cùng hòa với mình, cùng vỗ tay theo, và mình thấy được là tất cả mọi người, bên trong mọi người có một cái cảm nhận về âm nhạc rất là tốt. Ở đây thì ai chơi piano có thể giơ tay lên được không ạ? 1, 2. Dạ. Ai chơi piano mà không đủ tự tin để giơ tay lên có thể giơ tay lên được không ạ? Tất nhiên là không ai rồi đúng không? Và đây là một cái điều mà Tuấn Mạnh muốn chia sẻ với tất cả mọi người là khi mà Tuấn Mạnh đứng đây như là một người chia sẻ, thì mình hy vọng rằng là khi mà có những cái phần mà có thể tương tác được với nhau á, thì chúng ta hãy cùng nhau, chúng ta hãy cùng đặt câu hỏi cho Mạnh, cũng như là hãy cùng chia sẻ những cái cảm xúc mà Mạnh truyền tải cho mọi người, cũng như mọi người, Mạnh sẽ chia sẻ lại những gì mà mọi người cảm thấy muốn nghe. Chính vì vậy mà bây giờ mình muốn là khoảng cách giữa sân khấu và khán giả sẽ không còn nữa, được không? Để chúng ta có thể cùng hòa với nhau trong một cái phần nói chuyện rất là ấm cúng. Và với cái đàn piano, đây là một người bạn của chúng ta, không phải của riêng Mạnh nữa, mà của tất cả chúng ta ngày hôm nay, được không ạ? Tác phẩm mà Mạnh vừa chơi là một tác phẩm của nhạc sĩ người Ý Vittorio Monti, tác phẩm mang tên là Zardas, cung rê thứ. Và đây là một cái tác phẩm mà Mạnh muốn thay lời muốn nói để chào mừng mọi người đến với cái thế giới của piano ngày hôm nay. Và những gì mà thuộc về cơ bản, những gì mà thuộc về học thuật và cứng nhắc thì bây giờ chúng ta sẽ không nói tới, bởi vì muốn có thể chơi được những tác phẩm khó thì chúng ta phải cần thời gian, đó là chắc chắn rồi. Và Mạnh cũng đã mất 22 năm để cùng theo đuổi nó và để có thể mình chơi, mình biểu diễn được thật là tốt. Ở trên bàn phím này thì mọi người có thể cho mình biết là nó có bao nhiêu tầng phím? 2 tầng đúng không ạ? Tầng thứ nhất là tầng phím màu trắng, và tầng thứ hai là tầng phím màu đen. Đó, nếu ai đã thử đàn trên cái đàn này rồi hoặc là những cái đàn khác thì cũng có thể cảm nhận được hai cái tầng này nó sẽ tạo ra những âm thanh khác nhau. Bây giờ mình sẽ đàn thử cho mọi người nghe nha, và mọi người hãy cùng nhau phát huy cái sự sáng tạo của mình, sự tưởng tượng của mình để nghe xem nó giống một cái hình tượng nào đó dựa trên cái âm thanh mà mình tạo ra nhé, được không ạ? Bây giờ mình sẽ đi xuống nha. Mọi người nghe giống gì ạ? Một cánh tay giơ lên. Dạ, xin mời bạn có thể cho mình một micro và một anh hỗ trợ có thể chuyển micro linh động đến cho các khán giả mà có thể nói chuyện được không? Dạ, em cảm thấy như là có một bức màn vừa được kéo ra và có một người, cái phần thứ hai thì giống như là có một người vừa ló ra nhìn học hò và người ta bước ra. Thập thò và bước ra đúng không? Yeah. Đó cũng là một hình ảnh rất là giàu trí tưởng tượng. Cảm ơn bạn. Yeah. Một tràng pháo tay cho bạn được không ạ? Yeah. Có ai tưởng tượng khác nữa không ạ? Chúng ta hãy cứ thoải mái, tự nhiên nha. Xin mời bạn mặc áo thun trắng. Bạn có thể giới thiệu tên. Tâm. Xứ sở tiên bồng. Tấm cám hiện lên đúng không? Một tràng pháo tay cho Tâm được không ạ? Yeah. Đó là một sự tưởng tượng. Vậy xin hỏi ai có những cái cảm giác khác không? À, xin mời bạn. Có một thác.
nước. Theo thác nước đó có một dòng nước chảy, có thể nghe âm thanh nó xuông xuống đi. Âm thanh của tự nhiên, một cái dòng thác nó rất là nhẹ nhàng, như là trong cảnh thiên bồng đúng không? Nhẹ nhàng. Mọi người có thể tưởng tượng là đang rón rén kéo màn ra để bắt đầu một cái phân cảnh của một vở kịch nào đó như bạn vừa mới nói đúng không? Hoặc là có thể tưởng tượng ra là một dòng thác, hoặc là có thể tưởng tượng ra mọi người có những cái cảm giác riêng khi mà nghe mạnh đàn như thế này. Thì bây giờ nha, mình sẽ sử dụng pedal nữa. Pedal là những cái bạn đạp ở dưới này nè, để mọi người nghe tưởng tượng xem cái dòng thác đó, rồi cái bức rèm được mở ra, nó có nằm trong đầu mình hay không, hay là ai đó lại có một cái cảm giác khác nữa nhé. Đối với mình á, mình cảm giác nó giống như là một cô tiên á, cô tiên đang bay lên lên trần, giống như cô tiên thăng thiên ấy. Rồi bây giờ là cô tiên bay xuống nè, đây là cô tiên bay xuống trần gian. Mọi người nghe có thấy được không? Có nghĩa là một hình ảnh nhưng mà một cái âm thanh, nhưng mà chúng ta có thể thấy được rất là nhiều hình ảnh khác nhau trên cùng một cái thanh âm như vậy đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về những cái cách mà mình có thể tạo ra được những hình tượng âm nhạc dựa trên âm thanh nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục nha. Người nghe nó có rùng rợn không ạ? Nó có đáng sợ không? Bầm 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 bầm. Nó nghe giống như gì ạ? Giống như vị đau tim, vị nhồi máu cơ tim không? Yes. Dạ, một ý kiến khác. Dạ, mời em. Tự nhắc tâm và Jerry. Tâm và Jerry, một tràng pháo tay cho bạn được không? Tâm ơi. Bom 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 bom. Tôm tôm này chắc là đang đóng vai ác lắm đúng không? Nhe nanh vuốt ra để hù con Jerry thì nó mới có âm thanh như vậy. Đây là một bản giao hưởng số 5 của nhạc sĩ Beethoven. Nó có mang, nó tên là Giao hưởng tình mệnh. Và bom 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 bom. Và theo lý giải của nhiều nhà phê bình thì nó giống như là một cái tiếng gõ cửa của thằng chết, gõ cửa Beethoven, bởi vì lúc này ông đang bị thập tử nhất sinh. Beethoven là một nhạc sĩ thiên tài người Đức, và ông năm 21 tuổi thì ông điếc, ông không có thể nghe được nữa, nhưng mà rất may mắn là ông giữ được mạng sống của mình, nên khi mà ông sáng tác tác phẩm này thì ông đã cảm giác như là nó giống như là cái tiếng gõ cửa của thằng chết đang gọi mình, và chỉ chừng chờ để đem mình đi thôi. Nên mọi người hãy cùng nghe lại và cảm nhận được sự rung rợn của mình nhé. Giống Tom và Jerry đang đuổi nhau thật. Nhờ bạn mà bây giờ mình lại có một cảm nhận khác rồi đó.
thần chết gõ cửa, nhưng mà ở bên trong nhà của Beethoven á có hai con mèo và chuột đang đuổi nhau trong đó, nó làm mất đi cái sự căng thẳng của cái ranh giới giữa cái sống và sự sống và cái chết đó. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nha, một bài quen thuộc không? Tay giơ lên nào, sẽ có người biết bài này, sẽ có bạn sẽ biết bài này. Dạ, xin mời em. Em. Dạ là bài của em Felix. Của ai hả em? Tại em có duyên với này nhưng mà em biết là của Mozart. Của Mozart, của trường phái âm nhạc cổ điển đúng không? Dạ. Ok, cảm ơn em. Đây là một tác phẩm thư gửi nàng Elise của nhạc sĩ Beethoven, cũng cùng thời kỳ với lại nhạc sĩ Mozart luôn, và em nói gần đúng rồi đó. Mọi người thấy cái giai điệu này có quen không ạ? Mọi người có nghe cái điệu này ở đâu rồi đúng không? Rất là nhiều nơi, thậm chí là mình thấy nó trong thang máy cũng có nhé. Rồi khi mà mình đi ngoài đường á, mình thấy những chiếc xe tải á, khi mà chuẩn bị quẹo qua phải, quẹo qua trái cũng gạt xong cái là ti 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 đó. Âm thanh này nó rất quen thuộc, mọi người hãy nhớ lại đi. Và không phải là chỉ có trên chiếc đàn piano này đâu, mà còn rất là nhiều những cái âm thanh từ khắp nơi, ở những nơi khác nhau. Và bây giờ mọi người thử nghĩ xem thư gửi nàng Elise nó là một bức thư như thế nào ạ? Nó là một bức thư, một cái huyết thư, hay là một cái bức thư mời đến dự dạ tiệc mà Beethoven muốn mời Elise đi dạ tiệc, hay là nó là một cái bức thư tỏ tình, hay là nó là một cái bức thư để báo cáo là nàng phải đóng tiền điện xe thì với tôi nhé. Hai người ở chung nhau thì xe tiền điện là chuyện bình thường đúng không? Và bây giờ thì mọi người nghĩ xem nó là thư về gì ạ? Những bạn ngồi hàng đầu, bạn để ý là các bạn vào cái là các bạn xung phong hàng đầu, chứng tỏ là các bạn rất tự tin luôn á. Bây giờ cho phép cho bạn bạn khác được mời một trong bốn bạn được không? Bạn nhìn mặt bạn bằng ánh mắt thiết tha nhất, mời bạn. Dạ, em nghĩ đây là bức thư tình, tỏ tình. Và thực ra cô Elise này là cách nói tránh để không nói tên cái người mình yêu, khi mà ông đặt tựa là For Elise, là bởi vì ông không muốn làm cô ấy ngại ngùng e thẹn khi mà nó được publish ra. Nên đó là chính vì vậy mà ông đã đổi cái từ Teresa là tên của nàng thành từ Elise. Và mọi người biết cái chữ Teresa viết như thế nào đúng không? Thì ở đây những nốt đầu tiên, bây giờ chúng ta cùng hát với nhau nhé, được không ạ? Rồi, mình đếm 1, 2, 3, mọi người cùng hát với mình nha. 1, 2, 3. Ai cũng biết giai điệu này đúng không? Bắt đầu bằng đây là nốt gì ạ? Nốt to, 2, 3, nốt gì? Mi. Mi. Vậy mà đó, ai nói không biết nhạc nhé. Đây nốt gì? Rê. Đây nốt gì ạ? Rồi, gần đúng. Bạn, nó giống y chang nốt đó luôn, nốt đầu tiên luôn. Mi. Si. Đúng không? Bây giờ mình sẽ tập trung vào ba nốt đầu tiên thôi. Mi, re thang đúng không? Đúng không các bạn? Re thang và đây là nốt mi. Và trong âm nhạc thì mi được ký hiệu là E. Re thang mà còn gọi là mi dáng, ký hiệu là gì? E. ES. Và trở lại nốt mi sẽ là E. E, ES, E là những chữ cái nằm trong tên Teresa, là người mà Beethoven đã thật yêu trọng nhớ. Hay chưa? Hay không?
mình tiếp tục nha. Mọi người thấy có buồn ngủ không? Có mệt không? Khi mà nhận lời để tham dự một cái Creative Talk này thì mình rất ngại khi mà mình biết được thông tin là mình sẽ chuyển vào cái giờ mà mọi người sẽ dễ đi vào giấc nồng nhất. Đó. Rất sợ luôn á. Và bản thân mình thì hôm nay cũng không được khỏe trong người nữa. Nhưng mà hiện giờ là hết mệt rồi. Bây giờ là cảm thấy là hưng phấn rồi và mình muốn mọi người cảm giác được cái sự hưng phấn như là mạnh bây giờ. Mọi người có thấy mệt không? Mình sẽ đi tiếp nhá. Ok, hôm nay mình đi đến 4 giờ nhá. Không mà sẽ rất nhanh và rất gọn tiếp theo sau đây thôi. Thì cái piano này nó sẽ có những cái bài tập để chúng ta có thể luyện, để ngón tay chúng ta có thể chạy nhanh. Mà mọi người biết nó gọi là gì không? Là gọi những cái bài luyện ngón á. Gọi là gì? Gọi là bài luyện ngón. Đúng không? Và trong thực thể âm nhạc thì gọi nó là etude. Thì có những cái bài luyện ngón như thế này nhé. Mọi người nghe sao? Nghe hay không? Mọi người nghe hay nhưng mà đa số là không hay. Đa số là nghe giống như là một cái máy nó đang chạy bằng gì đó. Nhưng mà nó rất cần thiết và quan trọng cho những người muốn có thể đạt được kỹ thuật cao hơn trong cái việc mà chơi piano. Có những nhạc sĩ mà họ có thể dựa vào những cái bài luyện ngón này, tưởng rằng là nó không thú vị, nó không hay, để họ tạo ra được một tác phẩm âm nhạc luôn á. Mọi người tin không? Bây giờ mình sẽ thử nha, thử xem. Và nó có cả hình tượng âm nhạc ở đó, hình tượng mà mọi người thể tưởng tượng ra nó là một cái hình ảnh gì đó nữa. Bây giờ cùng nhau kết nối với mình, nghe xem nó giống một cái hình ảnh gì nha. Giống gì ạ? Không ra giống gì hết. Vẫn là một bản hay tiết hả? Mọi người vẫn cảm giác như vậy đúng không? Không có một hình tượng nào. Mọi người nghe giống. Dạ, xin mời bạn. Một cơn bão đang ập tới. Yes, đó là một hình ảnh hay. Một tràng vỗ tay cho bạn. Có ai có ý kiến gì khác không? Dạ, xin mời bạn. Tom và Jerry đang đuổi nhau. Một tràng vỗ tay. Yeah. Đúng rồi. Một cái cách như vậy. Nó cũng có thể là cơn bão đang ập tới hay là Tom và Jerry đang đuổi nhau. Hình ảnh Tom và Jerry có vẻ như ảnh hưởng rất lớn đối với chúng ta ha. Ngoài ra thì chúng ta có thể tưởng tượng nó giống như là một bầy ong đang vỡ tổ. Mọi người có tưởng tượng vậy không? Vo ve nó ra khỏi tổ rồi xong nó chiến đấu với nhau một cách rất khốc liệt. Những con bumblebee nó rất là dữ tợn đó, nó chiến đấu, nó giành lấy thị phần thức ăn đó. Chính vì vậy mà mọi người sẽ có những cái cảm giác khác nhau về âm thanh khi mà lắng nghe một tác phẩm âm nhạc. Và có những cái tác phẩm mà tưởng chừng nó chỉ là áp dụng từ những cái bản luyện ngón thôi, nhưng mà nó sẽ tạo ra được hiệu quả âm thanh rất là lớn. Bây giờ mình sẽ đàn cho mọi người nghe một đoạn nhạc ngắn sau đây, và mọi người hãy tưởng tượng xem cái ảnh âm nhạc được thể hiện ở trong tác phẩm này là gì.
từ từ nghe đi. Đây là La Capanella của nhạc sĩ Franz Liszt. Nó có tên là những tiếng chuông nhỏ. Mà mọi người nghe nó không có nhỏ thế nào đúng không? Nó mà ở đoạn cuối thì những cái nốt đầu tiên này ông chỉ lấy cảm hứng từ hai nốt thôi. Mọi người nghe nha. Và sau đó là hàng loạt những cái âm thanh nó rất là tinh tế, rất là mỏng manh. Rồi từ những cái sự tinh tế mỏng manh này mà ông đã phát triển ra có hàng ngàn, hàng triệu tiếng chuông cùng vang lên, cùng với gió bão, cùng với lại thú rừng, cùng với lại mọi thứ xung quanh, mọi thứ trong thiên nhiên. Và nó tạo ra được một cái tác phẩm hoàn chỉnh mà chỉ là lấy cảm hứng, lấy sự sáng tạo từ những cái nốt nhạc ban đầu. Và đối với Tuấn Mạnh á, là sự sáng tạo trong âm nhạc là một sự sáng tạo không có giới hạn và không ngừng luôn. Từ thế kỷ thứ 16, 17, thời kỳ Baroque thì chúng ta đã có những nhạc sĩ như Johann Sebastian Bach, rồi qua thế kỷ thứ 18, 19 là nhạc sĩ Mozart, Beethoven, Haydn, rồi qua thế kỷ thứ 19 thì chúng ta có Chopin, có Franz Liszt, có Schumann, có Schubert. Và cứ như vậy qua từng thế kỷ, mỗi thế hệ họ lại sản sinh ra, họ lại đem lại cái sự sáng tạo cũng như là những cái tinh hoa cho cuộc sống, cho cuộc đời và cho cả toàn cầu. Và mình nghĩ là cái sự sáng tạo đó nó không dừng lại ở bất cứ một lĩnh vực nào hết. Và các bạn sẽ không thấy được là Mạnh đàn giống như bất kỳ một ai. Và đó chính là cái sự sáng tạo và sự tư duy về âm nhạc do chính Mạnh tự tìm kiếm, cũng như là đã được học hỏi, cũng như là đã được rèn luyện và những trải nghiệm của mình để mình tạo ra những âm thanh mà chỉ bản thân mình mới có thể tạo ra được thôi. Và đó là một cái điều kỳ diệu mà mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người hôm nay. Cảm ơn Mạnh rất là nhiều. Nghĩ anh là thuộc trong cái nhóm còn lại của các bạn ở đây mà không biết chơi nhạc cụ và không biết gì âm nhạc. À, bọn anh chỉ là khán giả thôi. Nhưng mà sau buổi ngày hôm nay, anh tin là anh cũng có thể là một pianist được, hay là một người chơi nhạc cụ sáng tạo được. Bởi vì như Mạnh nói, chỉ cần dựa vào những cái nốt nhạc đó, những cái gì mình biết và mình vẽ ra một cái thế giới trước mắt mình, và đó là sự sáng tạo cho mình. Các bạn thấy chơi nhạc có dễ không? Dễ không? Rồi, cảm thấy không? Đây là cái nhóm là chuyên nghiệp. Cái nhóm chuyên nghiệp thì thấy rất là khó, nhưng mà cái nhóm không chuyên nghiệp như anh thì thấy nó rất là dễ. Rồi, thì trước khi mà chúng ta sẽ đặt cho những câu hỏi dành cho Mạnh, thì anh xin xung phong anh đặt câu đầu tiên. Tại vì ở dưới khi anh nghe bài talk của Mạnh á, anh chợt bóp bóp trong đầu anh một câu hỏi. Câu hỏi của một người không chuyên nghiệp. Vậy thì trong âm nhạc á, ranh giới giữa sự copy ha, và sự sáng tạo nó như thế nào, và làm sao mình nhận biết được là mình đang copy hay là mình đang sáng tạo? Câu này là câu anh thực sự muốn hỏi sau khi anh nghe cái bài nói chuyện của em. Thì làm sao để chúng ta biết được đâu là cái sự sáng tạo trong nghệ thuật, đặc biệt là trong âm nhạc cổ điển? Thì người biết rằng nó cần phải đánh thức trong mình, riêng cho mình. Bạn phải có một cái tư duy khác người khác. Bởi vì như là tác phẩm đầu tiên mà mọi người lắng nghe, đó là tác phẩm Zadas, thì mọi người sẽ nghe rất là nhiều phiên bản khác nhau. Trong đó có phiên bản dành cho dàn nhạc, phiên bản dành cho piano solo, phiên bản dành cho piano song tấu, bốn tay hoặc là tám tay. Thì khi mà Mạnh chơi tác phẩm này á, Mạnh đã có những cái nhấn nhá khác nhau, bởi vì mình nghĩ nó tạo ra một cái hình ảnh khác. Rồi những chỗ kia thì nó lại có những cái hình tượng âm nhạc, nó không làm cho mình cảm thấy là mình cần phải đờn mạnh như là ở trong sách ghi, mà Mạnh nghĩ rằng nó cần phải đàn nhẹ lại để tạo ra được cái nét uyển chuyển của cô gái Zigan chẳng hạn. Rồi cái chỗ mà đàn nhanh á, thì đôi khi Mạnh đàn rất nhanh, nhưng mà đôi khi Mạnh nhả lại, mình đàn rất là chậm để mình cảm nhận được hơi thở của âm nhạc đi cùng với lại những cái điệu nhảy của những cô gái Zigan đó. Thế là mình đã tạo ra được những cái khác nhau trong một cách thể hiện của một tác phẩm âm nhạc cổ điển. Đó là tư duy. Làm lại để xem thử là chúng ta có cái sự khác biệt gì trong việc cảm nhận trong việc cảm nhận âm nhạc không? Thì bây giờ chúng ta cùng bạn xung phong. Dạ. Yeah. Còn biết chơi không em? Sao em? Còn biết chơi không em? Biết. Không, không cần. Không cần biết chơi, anh là cũng không biết chơi. Yeah. Rồi mời em. Chúng ta lại một lần cho đã.